Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine dịp FIFA Days. Hôm nay, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã công bố danh sách triệu tập của đội tuyển với nhiều gương mặt mới được trao cơ hội. Trong danh sách 31 cầu thủ mới được công bố, xuất hiện nhiều gương mặt lần đầu được triệu tập, gồm có Hoàng Thái Bình, Phạm Văn Luân, Vũ Quang Nam, Phạm Trung Hiếu hay Nguyễn Hữu Sơn. Đây đều là những cầu thủ thi đấu khá nổi bật ở V-League mùa giải vừa qua, được huấn luyện viên Philippe Chaussier trao cơ hội thể hiện mình. Ngoài ra, danh sách đợt này vẫn có sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc như Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh hay Văn Quyết. Dù không được thi đấu tại các câu lạc bộ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng Công Phượng và Văn Toàn vẫn được gọi lên tuyển ở đợt tập trung này. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 1 tháng 9 tới. Đến ngày 11 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ có trận giao hữu với Palestine, trận đấu duy nhất dịp FIFA Days trong tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường. Sang tháng 10, đội tuyển sẽ có những trận giao hữu chất lượng hơn, lần lượt gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc.